Sự kiện của buổi tiệc này quý vị nha. Thank you.
Lời nói đầu tiên, tôi cũng xin phép thay mặt cho ban lãnh đạo của công ty Kim Tĩnh xin gửi đến toàn thể tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, có lẽ là quý vị đã chờ đợi lâu, rất là lâu cái khoảnh khắc và buổi tiệc tri ân này rồi đúng không thưa quý vị? Và Helen cũng sẽ rất là nhanh chóng giới thiệu về chương trình của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Kim Tĩnh được thành lập năm 2019 với lĩnh vực chính là sản xuất các loại nệm gói cao su thiên nhiên, với thành phần sản xuất chính đó chính là 100% từ cao su thiên nhiên, và với quan niệm tạo nên những sản phẩm bằng cách tử tế, một sản phẩm tử tế từ ngay từ lúc ban đầu cho từ khâu sản xuất cho tới tay khách hàng, trung thực và minh bạch. Kim Tĩnh không ngừng nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, luôn lắng nghe tâm tư từ khách hàng bằng chính sự nhiệt huyết và trách nhiệm mang đến khách hàng cũng như là những sản phẩm tốt nhất, tuyệt vời nhất, mang đến người sử dụng những trải nghiệm tốt nhất, giải pháp chất lượng phù hợp nhất. Và dần dần Kim Tĩnh cũng đã đến tay cũng như là dần hơn nữa đến gần với những gia đình Việt của chúng ta. Với mục tiêu không ngừng vươn xa, Kim Tĩnh xúc tiến quảng bá rộng rãi sản phẩm xuất khẩu đến thị trường quốc tế. Và sau ngần ấy những nỗ lực cũng như tâm huyết thì Kim Tĩnh trong ngày hôm nay đã tổ chức buổi tiệc tri ân này, vì chính những nhà phân phối, những đại lý, những vị khách hàng thân thiết của chúng ta sẽ làm nên thành công cho Kim Tĩnh trong khoảng thời gian sắp tới đây. Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho sự có mặt của chính chúng ta ngày hôm nay thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và đến với buổi tiệc tri ân khách hàng trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Bá Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nền Kim Tĩnh. Chúng tôi xin trân trọng đón tiếp và giới thiệu Giám đốc điều hành Công ty Nền Kim Tĩnh, ông Nguyễn Văn Đền. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Giám đốc Pháp chế, ông Lê Minh Tuấn. Chúng tôi xin trân trọng đón tiếp và giới thiệu phụ trách kinh doanh tại thị trường Hàn Quốc, ông Kim Seo Jin. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và đến với buổi tiệc tri ân ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các vị đối tác cũng như là khách mời. Chúng tôi xin trân trọng đón tiếp và giới thiệu Giám đốc Tài chính và Cung ứng Công ty Cổ phần Vô Niệm, ông Nguyễn Văn Thắng. Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị vì những đóng góp và hợp tác này.
Mong rằng sự hợp tác này sẽ ngày càng thân thiết hơn, bền vững hơn, đồng hành cùng phát triển. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, Kim Đỉnh ra đời với sứ mệnh phổ thông hóa nệm cao su thiên nhiên, đưa nệm cao su trở thành một sản phẩm quen thuộc hơn trong không gian nghỉ ngơi của mỗi gia đình Việt. Với mục tiêu trở thành thương hiệu thuộc tốc đầu ngành nệm về sản phẩm nệm cao su thiên nhiên, tăng khả năng tiếp cận khách hàng bằng các gói ưu đãi và giá thành hợp lý, chúng tôi cam kết mang lại lợi ích cho đại lý và giá trị sử dụng cho người tiêu dùng, đồng thời tạo ra những sản phẩm made in Việt Nam tự hào vươn ra thị trường quốc tế. Ngoài việc gửi lời tri ân tới quý khách hàng, cũng nhân dịp này Kim Đỉnh xin phép giới thiệu tới toàn thể quý đại lý, nhà phân phối một số điểm mới như sau. Thứ nhất, chúng tôi phát triển bộ ga phủ giường với hai loại chất liệu là cô tông và tencel, gối nằm memory foam. Về kích thước thì chúng tôi phát triển thêm dòng nệm cao su thiên nhiên classic với độ dày lên tới 20 phân và đáp ứng thêm nhu cầu của khách hàng về độ dày. Ngoài ra thì hiện nay giường ngủ kích thước lớn cũng đang là xu thế chính. Vì thế ngoài tăng độ cao thì chúng tôi còn phát triển thêm các quân đúc có kích thước nệm full size lên tới 2m2, cụ thể là nệm 10 phân 2m2 và 15 phân 2m2. Thứ ba là về tính năng, Kim Đỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài tạo ra một tấm nệm êm ái, đàn hồi, bền bỉ thì sự an toàn trong khi sử dụng cũng là những yếu tố Kim Đỉnh quan tâm hàng đầu. Và các sản phẩm nội thất mang tạo ra tính an toàn cũng đã và đang là xu thế hiện nay. Vì thế chúng tôi tạo ra những tấm nệm có khả năng kháng cháy, để ngay cả trong những trường hợp xảy ra hỏa hoạn thì tấm nệm cũng là một trong những yếu tố có thể hạn chế lây lan cháy, giảm thiểu, hạn chế bắt lửa, làm chậm quá trình cháy, tăng thêm thời gian thoát nạn, cứu hỏa, cứu người khi có hỏa hoạn xảy ra. Và khả năng kháng cháy thì được Kim Đỉnh trang bị từ ruột nệm cho tới áo nệm, và lớp áo nệm cũng được dùng loại áo có khả năng kháng cháy. Và trong thời gian sắp tới thì vật liệu kháng cháy sẽ được Kim Đỉnh sử dụng trên tất cả các sản phẩm nệm, vì chúng tôi tin rằng tất cả khách hàng, người tiêu dùng đều xứng đáng được hưởng lợi ích từ tiện ích này. Và sau đây xin mời tất cả quý vị hướng mắt lên màn hình, chúng tôi xin gửi tới những hình ảnh Kim Đỉnh trực tiếp thử nghiệm khả năng kháng cháy đối với các nguy cơ thường ngày của nệm tại phòng thí nghiệm của Kim Đỉnh. Xin mời quý vị. Thank you.
cao su thiên nhiên. Tuy nhiên là chúng tôi luôn nỗ lực nghiên cứu phát triển sản phẩm một mặt nâng cao chất lượng vị thế và thương hiệu, một mặt đáp ứng được các cái yêu cầu khắt khe của những cái thị trường khó tính như Mỹ và EU. Đó là cái mục tiêu sắp tới chúng tôi hướng đến, trở thành cái thị trường xuất khẩu chính ngoài thị trường trong nước. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách thật nhiều niềm vui và thú vị. Xin cảm ơn. Gửi dành tặng cho anh Điền trong buổi tối ngày hôm nay, hơn những tính năng tuyệt vời và bằng mọi cải tiến cũng như là những hoạt động của chính bản thân Kim Đỉnh, thì Kim Đỉnh đã có một bước đột phá rất lớn, đó chính là sử dụng cũng như là những công nghệ tiên tiến nhất về tính năng vượt trội của sản phẩm. Và nếu như tất cả quý vị chúng ta quan tâm cũng như là theo dõi, và trong ngày hôm nay sẽ có những điều tuyệt vời gì ngoài cái tính năng mà đã chia sẻ ra, thì ngày hôm nay còn một điều gì tuyệt vời nữa, thì tất cả quý vị chúng ta hãy khám lại ở đến hết buổi tiệc ngày quý vị nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì để tri ân những nhà phân phối, những đại lý, những quý vị khách hàng thân thiết của chúng ta, thì có một món quà cũng như là những tri ân đến từ tất cả các đơn vị từ ban lãnh đạo gửi đến tất cả quý vị. Và ngay sau đây thì anh em sẽ theo tên những vị khách đang có mặt cũng như là có tên trong danh sách này để cho vòng tay kỷ niệm trương, đầu tiên là cho quý đối tác của khách hàng Kim Đỉnh. Và bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu Giám đốc tài chính và cung ứng công ty cổ phần Vua Điện, ông Nguyễn Văn Thắng. Thế nào, chúng ta đã đây là xin mời trân trọng kính mời lên sân khấu ạ. Và tiếp theo bên đây chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu Giám đốc công ty cổ phần Điện Việt Mỹ, ông Nguyễn Đình Báo. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu Tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Trung Hoa, ông Phạm Minh Tướng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu Giám đốc công ty sản xuất may mặc Tuấn Tâm, ông Vũ Quốc Tuấn. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu Giám đốc công ty cổ phần vàng Thị Sa Arena, ông Nguyễn Hữu Duyên. Vâng, xin mời ban lãnh đạo của công ty sẽ tiến về sân khấu là anh Hiệp và anh Toàn sẽ tiến về sân khấu để có thể trao đổi nhiều phần quà cho những kỳ đối tác của chúng ta ngày hôm nay, quý vị. Vâng, và chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu Giám đốc công ty cổ phần Vua Điện Địa Phương Trung Tâm Bình ạ. Thank you.
xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Xuân Trường, đại lý điện Phát Đạt quận 7. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Văn Thanh, đại lý điện An Thi. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Bùi Thế Hùng, đại lý điện Phát Đạt quận Phú Nhuận. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Thu Thủy, đại lý điện Thu Thủy. Vâng, có một số đại lý vì một số lý do việc bận nên là chưa thể đến được, nên là có thể mời những đại diện của chúng ta sẽ đến trên sân khấu ngày hôm nay để có thể nhận những bó hoa, những cặp kem, những kỷ niệm chương của những đại lý này. Và sau khi đó kết thúc buổi tiệc thì chúng ta sẽ gửi đến tất cả những đại lý của chúng ta. Vâng, xin mời các bạn khách mời. Quý vị đại lý chúng ta sẽ xếp hàng ngang ở phía trước ạ. Xếp hàng ngang ở phía trước ạ. Ở trên này ở chính giữa ạ. Xin mời tất cả quý vị đại lý của chúng ta hãy đứng ở chính giữa. Thật cao và mơ thật to sau ba cánh tay của em xem.
cái sản
sản phẩm. Vì mình chỉ có nói là bên cái thương hiệu của mình thôi, mình không phải các cái đơn vị hàng, nhưng mà mình chỉ có nói là mình sẽ chắc chắn sẽ khẳng định là cái thương hiệu là cái sản phẩm thương đỉnh, nền công suất thương đỉnh của mình sẽ một ngày lên xa. Vâng, thật là tuyệt vời, những chia sẻ rất là ý nghĩa đấy quý vị. Và một lần nữa thì cũng cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã lặng lội đường xa đến chung vui với buổi tiệc chiều khách hàng kỷ niệm năm 2022 với những chia sẻ không chỉ của anh mà em cũng muốn nghe thêm từ một vị khách nữ nữa ạ. Ở đây thì có rất là nhiều chị nữ họ và em sẽ được cùng những lời ý kiến đa thảo. Nói chung là em rất là rất là vui ạ. Và cảm ơn công ty Kim Đỉnh đã cho mọi người gặp ở đây là giao lưu rất là vui và vui vẻ. Em chỉ biết nói gì. Vâng, cảm ơn chị. Không biết là chị ở Sài Gòn có bao giờ ở tỉnh nào đó hả chị? Ở Hà Nội từng di chuyển đến đây bằng phương tiện nào ạ? Là đi máy bay. Oh, cùng đoàn đi máy bay vậy là cũng là một cái lượng tài trợ luôn hả chị? Thật là tuyệt vời cho quý vị, đây cũng là một vị khách ở rất là xa đến từ Hà Nội. Chúng ta lại một chào mỗi tay dành cho vị khách đến từ Hà Nội thưa quý vị. Một thưa quý vị, ở trước tiên em thấy một chị áo trắng rất là tươi, nhưng mà em xin mời chị chia sẻ trải nghiệm của mình chút xíu về buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Một vâng ạ, xin mời chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
46%. Không có cho thời gian tới.
014.
những điều gì đó rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời mang đến cho đại lý chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay em sẽ mời một lần nữa anh Điệp đến lên sân khấu sẽ chia sẻ với quý vị một lời nói và cuối buổi ngày hôm nay cũng như là những đôi lời và những cảm xúc của mình cho đến thời điểm hiện tại. Xin mời anh. Thay mặt ban lãnh đạo ngày hôm nay ngày rất là vui. Một lần nữa thay mặt ban lãnh đạo Thanh Kim Tỉnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý anh chị đại lý đối tác và cung cấp đã có mặt trong buổi tiệc tiên ngày hôm nay. Kính chúc tất cả quý anh chị thật nhiều sức khỏe, may mắn, bình an và sống nay ngủ ngon ạ. Cảm ơn ạ. Hiên ngang đầu ngang.